răng bị sâu, mẻ vỡ, làm cho quá trình ăn uống của chúng ta bị cản trở. Tính thẩm mỹ của hàm răng cũng mất đi. Nếu không kịp thời điều trị, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chân và thân răng, dẫn đến việc mất răng. Hiện nay có khá nhiều phương pháp để phục hình răng như trồng răng sứ thẩm mỹ trong những trường hợp chân và thân răng còn tốt. Riêng với những trường hợp chân và thân răng bị mất, chúng ta có thể can thiệp các phương pháp khác như trồng răng sứ bắc cầu, trồng răng implant, vân vân. Sau đây, Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn xin được giới thiệu đến bạn quá trình trồng răng sứ thẩm mỹ giúp lấy lại vẻ đẹp của răng. Bước 1. Bác sĩ sẽ thăm khám, tư vấn và lên kế hoạch điều trị. Bước 2. Tiến hành gây tê, mài nhỏ thân răng thành cùi răng. Bước 3. Lấy dấu răng, gắn răng tạm. Bước 4. Thiết kế răng sứ. Bước 5. Lắp răng, hoàn tất phục hình. Chỉ với 2 lần hẹn tại Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn, bạn sẽ sở hữu ngay cho mình một hàm răng đều màu sáng bóng, giúp khôi phục lại chức năng của răng, đảm bảo tính thẩm mỹ cho răng.